Xin chào các con. Đến giờ rồi các con ơi. Các bạn bắt đầu live stream nha. Hôm nay thì nhà cô có hơi chút một chút ồn một chút nên là các con thông cảm nha. Hello, hello. Hôm nay là ngày thứ 3 chúng ta trong chuỗi live stream lấy gốc toán 9 của cô. Ngày thứ 3 của chúng ta sẽ tập luyện về chuyên đề toán thực tế nhá. Chuyên đề toán thực tế. Chào Phạm Vinh Quang. Chào các con. Vậy thôi. Vậy thôi, vậy thôi. Chào Thanh Hà. Cô chào Thanh Hà. Hôm nay là ngày thứ 3, cũng là buổi thứ 3 trong buổi lấy gốc toán 9. Hôm nay thì cô sẽ lấy gốc về toán thực tế cho chúng ta, về cả cách tư duy lẫn cả cách trình bày. Trình bày nhá, làm sao cho trình bày thật là ăn điểm này, tư duy thì chính xác, không bị sai phương trình, hệ phương trình này, chọn ẩn thật là chính xác này. Đó. Chào Hoàng Minh, chào Nhung Lê. Nhung Lê xinh thế nhở. Chào Yên Yến, chào Phi Dương. Yên Yến, Phi Dương ngày mai để avatar nha, để cô xem mặt nào. Chào Thùy Trang, Phan Nguyễn, chào con. Tim, tim, tim. 50 bạn rồi, cô bắt đầu vào live stream nha. Các bạn đang xem live stream của mợ thì nhanh tay share lại về tường và share lại về tường này. Sau đó thì kết bạn với cô, đúng không? Ok, chào Nguyễn Nhi, chào Bụi Thí Thương. Chào Nguyễn Linh. Chào Nguyễn Phương Linh. Hello, hello Duyên Lê Thị. Hello con. Chào Thanh Hà. Chia sẻ về tường nha. Chào Đỗ Thị Lan Anh. 48 bạn rồi, 48 rồi. Ok. Phạm Vinh Quang, con có cần để avatar coi mặt không mợ? Con thì thôi. Ngưng nha. Nguyễn Phương Hoa, chào con. Không, cứ để avatar đi, các con đang rất là xinh đẹp trong tuổi bao nhiêu nhỉ? 15 đúng không? Tuổi 15 là tuổi xinh đẹp rồi, cứ để avatar đi nha. Rồi, hôm nay thì giọng của mợ đang bị đau họng một chút bởi vì hôm qua quay khóa video cho các con đến tận 6 tiếng lận. Nên là hôm nay giọng của mợ đang bị mất giọng. Tú Anh Nguyễn, úi hôm nay mạng quá tốt mợ ơi. Ok, 94 bạn rồi nên là chúng ta sẽ bắt đầu vào live stream dạy lại toán thực tế, yêu lại từ đầu toán thực tế nha. Cô sẽ nói luôn là để làm toán thực tế thì chúng ta lưu ý đầu tiên, và cái bước lưu ý này cũng chưa có ai có thể nhấn mạnh cho các con đâu. Đó là cái quan trọng nhất của toán thực tế không phải là mình kẻ bảng hay là không phải là mình chọn ẩn ngay, mà là bước đầu tiên, đó là bước tóm tắt, được chưa? Tóm tắt, mình có thể tóm tắt giống như hồi lớp 5 ấy, các con tóm tắt như hồi lớp 5 ấy, tóm tắt bằng chữ này để hiểu đề này. Sau đó nếu bằng chữ mà vẫn chưa hiểu thì chúng ta tóm tắt bằng hình vẽ để hiểu, làm sao để hiểu kỹ đề nhá. Bước đầu tiên quan trọng nhất của chúng ta thì phải là hiểu kỹ đề. Nhớ chưa? Nhớ là phải làm bằng cách nào đấy, vẽ này hay là viết này hay là tóm tắt keyword các thứ thì phải hiểu kỹ đề trước đã. Sau khi mà hiểu đề rồi thì mình mới đến bước kẻ bảng. Kẻ bảng để làm sao? Để mà mình là có mối quan hệ giữa các ẩn với nhau, đúng không? Để từ cái kẻ bảng đấy mình suy ra được phương trình. Như vậy thì bước quan trọng đầu tiên mà cô muốn nhắc tới các con đó là phải hiểu kỹ đề, đúng không? Đấy. Như vậy thì trong những trong buổi hôm qua đi, hôm qua thì các con cũng nhìn ảnh của mợ rồi đúng không? Đấy thì chưa bao giờ mợ xem một cái video mà quay đến tận 6 tiếng như vậy, đứng mỏi hết cả chân, nói đau hết cả họng. Bởi vì sao? Bởi vì mợ biết là 2K5 có rất nhiều bạn là bị mất gốc. Mà mất gốc mà dạy mà lại dạy nhanh mà cứ tăng 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 thế đi thì lại không học được gì, đúng không? Nên là mợ đã cố gắng nói rất là chậm và giảng rất là kỹ từng dạng bài, từ bài 1
từ bài rút gọn này, xong đến bài toán thực tế, rồi đến bài hình, nhất là phần hình. Phần hình mợ dành rất nhiều thời gian và công sức để giảng cho các con trong cái video của cô. Nên là mong là sau khi video ra, được tung ra thì mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của 2K5, bởi vì mợ đã dành rất nhiều tình cảm vào trong đấy. Nên là mợ mong là 2K5 sẽ đón nhận tình cảm của mợ. À, rồi, mình bắt đầu. Vương Nhi, mợ không có live stream tối nữa ạ. Trong tuần này thì mạng nó đang khó ở một chút, nên là mợ sẽ live stream buổi sáng thôi. Còn nếu mà mạng được tốt hơn thì mợ sẽ chuyển live stream sang buổi tối và tuần sau nhá, tuần sau cơ. Phong AK con bị sao vậy? Chào Trương Khánh Nhi, chào Kiều Anh. Ok. Khi nào sẽ ra thế mợ? Nó sẽ ở trên YouTube hoặc là trên trang web. Ok chưa? Chưa tung teaser đâu, cứ đợi đấy. Cô chưa tung đâu. Khi nào tung thì cô sẽ ra thời gian với gì nhỉ? Gọi là thời gian với địa điểm cụ thể là mợ sẽ tung cho các con. Giống như MV của Xuân Tùng với lại Jack ấy. Đấy, mợ sẽ tung như thế cho các con nhìn thấy. Rồi ok, như vậy thì bây giờ mình sẽ vào bài tập luôn nhá. À, nhắc qua là đây là các bước trình bày nhá. Các bước trình bày một bài giải toán thực tế thì chúng ta có 3 bước. Bước đầu tiên này, bước 1, lập phương trình này. Đấy, trong cái bước lập phương trình thì cái đầu tiên là chúng ta có chọn ẩn và đặt điều kiện. Chính là cái gọi của mình ấy. Gọi X là cái gì, gọi Y là cái gì và phải có. Nhớ là chúng ta phải có đơn vị này và điều kiện của nó, đúng không? Phong AK con bệnh phải nằm viện à? Khổ thân thế nhỉ? Rồi, mợ lip đúng giờ nấu ăn. Rồi, ok. Rồi, sau khi mà đặt được điều kiện nhá, chọn ẩn này, đặt điều kiện xong rồi này, có đơn vị này nhá, thì chúng ta sẽ biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết, tức là lập phương trình đấy. Biểu diễn cái này thì chúng ta vào bảng thì làm ra giấy nháp cũng được đó. Rồi, lập phương trình biểu thị sự tương quan, tất cả những cái này đều được cô nhắc trong cái video quay hôm qua, đều được nhắc trong đấy hết, nên là nó mới dài như vậy. Chưa bao giờ mợ thấy có một thầy cô giáo nào mà luyện đề mà giảng kỹ được. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người nghĩ là đến bước luyện đề là đến lúc mà 2K5 đã thành thạo tất cả các bài toán rồi, các dạng toán rồi. Chỉ có điều là muốn có người định hướng trong lúc làm đề thôi. Nên là thường thì các thầy cô sẽ giảng rất là nhanh và sẽ đạt được hiệu quả khi mà các con đã hiểu và nắm chắc được kiến thức cơ. Còn đối với 2K5 mà mợ live stream nhiều này là mợ biết là chúng nó hay bị ngáo rồi. Mà ngáo như thế này mà dạy nhanh là toang hết. Nên là mợ đã cố gắng nói rất là chậm và chi tiết, được chưa? Rồi, mong là 2K5 sẽ nhận tình cảm của mợ. À, bây giờ thì sao nhờ? Chào Hiệp chưa có người yêu, làm một bài cho tỉnh ngủ nào. Bài đầu tiên, dạng toán đầu tiên, dạng chuyển động. Và đây cũng là dạng dự đoán năm nay sẽ thi ở Hà Nội nha. Còn thời gian thi thì mợ cũng chưa biết. Đó, thời gian thi thì mợ cũng chưa biết. Nhưng mà dự đoán đây sẽ là dạng thi này. Đấy. Một ô tô đi từ Hải Dương. Đứa nào Hải Dương giơ tay? Bạn nào ở Hải Dương giơ tay nào? Đến Hạ Long. Đấy, anh thì ở Hải Dương, em thì ở Hạ Long. Từ nhà em đến nhà anh thì sao nhỉ? Với quãng đường dài 100 km. Trong cái chuỗi live stream này của mợ thì hoàn toàn là free nhá. Các bạn muốn vào học này, muốn học bao nhiêu thì học, xem đi xem lại thoải mái. Mợ không thu tiền. Tất cả là free hết, bởi vì là 2K5 nó lú hết rồi. Nếu mà không dạy như này thì toang hết à? Đúng không? Yên tâm nhá, live stream của mợ là free hết. Mợ sẽ dạy tư duy toán học ở trên live stream cho 2K5. Tất cả những chủ đề mà các con muốn ấy, và mợ thấy được là 2K5 cần cái gì thì đều có trên live stream hết. Ok không? Được chưa? Rồi, một ô tô đi từ Hải Dương đến Hạ Long với quãng đường dài 100 km. Như vậy thì mình bắt ngay được từ khóa này, quãng đường này. Bắt ngay được từ khóa nhá. Từ khóa của mình sẽ là từ quãng đường 100 km. Nhìn thấy không? Quãng đường này, 100 km này. Đó. Đến Hạ Long nghỉ. Thấy từ nghỉ không? Nghỉ 8:20. Đấy, tức là anh ấy đi quãng đường dài 100 km rồi. Và anh ấy nghỉ lại 8:20. Rồi quay lại Hải Dương, tức là 8 tiếng ấy. Nghỉ lại 8 tiếng, chắc là qua đêm ở Hải Dương rồi.
À là qua qua đêm ở Hạ Long rồi. Anh này chắc là qua đêm ở Hạ Long. Rồi quay lại Hải Dương, hết tổng cộng 12 tiếng. Hết tổng cộng đây, tổng cộng là hết 12 tiếng. Đấy. Biên vận tốc lúc về lớn hơn lúc đi là 10 km/h. Đấy, vận tốc lớn hơn về này lớn hơn đi là 10 km/h. Nắm được từ khóa chưa? Nắm được từ khóa chưa? Rồi, tính vận tốc lúc đi. Đấy, anh ấy lại chỉ hỏi mỗi vận tốc lúc đi thôi, còn lúc về là đi thế nào kệ mày. Đúng không? Đi chậm hay đi nhanh kệ mày. Đó. Quốc An nhưng hiện tại đang ở Hà Nội lâu không về Hạ Long nên bạn nào ở Quảng Ninh ship cho mình thùng nước khoáng được không? Quốc An đã có avatar rất là cute đây rồi. Cute cute. Rồi chào Thanh Sương. Đối với bài toán này thì chúng ta làm sao nhở? Đây, mợ sẽ để đề lên đây và mình bắt đầu đi. Đấy, như cô vừa nói lúc trước là chúng ta sẽ phải tóm tắt để cho chúng ta hiểu đề đã. Làm sao mà trong cái tóm tắt của mình giống như hồi lớp 5 ấy. Các bạn có hồi lớp 5 thì chúng ta có phần phía bên này là tóm tắt đúng không? Tóm tắt này. Trong sách bài tập của các em lớp 5 bây giờ vẫn còn nhá. Còn bên này là giải này. Có nhớ không? Đấy, cái phần tóm tắt bằng chữ ở hồi lớp 5 mà mình học ấy. Đó. Bây giờ mình sẽ tóm tắt những cái từ keyword này của cô, những từ khóa này của cô ra giấy nháp nhá. Được chưa? Để các bạn có thể hiểu 100% hiểu đề thì đảm bảo bài này ngon ơ, đúng không? À cái tiếng gì cứ ư ử ị. Nó là tiếng ở nhà hàng xóm đang khoan gì cũng không biết nên cố gắng các con cố gắng nghe nhá. Thông cảm cho mợ nha. Được chưa? Rồi, quãng đường dài 100 km thì các con sẽ ghi là quãng đường 2.100 km. Bây giờ mợ sẽ hướng dẫn tóm tắt luôn. Quãng đường 2.100 km. Được chưa nào? Rồi, đến Hạ Long nghỉ lại. Đây bây giờ mình sẽ ghi chữ nghỉ lại. Nghỉ lại này. Nghỉ. Nghỉ lại. Nghỉ lại 8 tiếng. Mình sẽ ghi 8 tiếng nhá. 8 giờ 20 phút là các con hiểu là nó là tiếng đồng hồ ấy, chứ không phải là 8 giờ nghỉ đến buổi sáng đâu, mà là nghỉ được 8 giờ 20 phút. Đó. Rồi quay lại Hải Dương hết tổng cộng thời gian. Như vậy thì ghi là tổng thời gian. Tổng thời gian. Tổng thời gian là bao nhiêu? Thời gian là 12 tiếng. Đấy mình ghi ra. Được chưa nào? Vẫn xem được mà. Vẫn xem được chứ. Rồi, vận tốc lúc về, tức là V về lớn hơn V đi là 10 km/h đúng không? V về này. V về. Lớn hơn V đi tức là trừ đi V đi sẽ bằng 10 km/h. Được chưa nào? Và bây giờ người ta hỏi hỏi mình là gì? Vận tốc lúc đi của ô tô là bao nhiêu? Đấy, thế anh đã ra đáp án rồi đây này. Quá nhanh luôn. Như người ta hỏi mình là người ta hỏi mỗi về đi thôi. Đó, như vậy là cô vừa tóm tắt hết cái đề của cô ra đây rồi. Chưa cần biết Hải Dương hay Hạ Long, nhưng mà cái quãng đường của mình là 100 km đã. Đúng không nào? Rồi, Linh Linh. Hôm nay bữa trốn không học bài này. Hôm bữa trốn không học bài này hả con? Thế thôi bây giờ cố gắng nghe nhá. Rồi, cái phần giải này thì tí cô sẽ trình bày bên dưới. Còn chỗ này thì mình làm sao? Mình vẽ cho cô cái bảng nhá. Bảng biểu thị các. Đấy, trong cái bảng đấy thì chúng ta sẽ biểu thị các mối quan hệ giữa các gì nhở? Giữa các đại lượng với nhau. Đây cô cứ kể cái bảng là như thế này nhá. Rồi, chỗ này cô sẽ có 3 đại lượng. Đây là ghi tên gì đấy vào đây nhá. Chỗ này cô sẽ có 3 đại lượng. Quãng đường với đấy, quãng đường này, thời gian này, vận tốc này. Quãng đường thì đơn vị là gì? Km. Thời gian thì là giờ. Được chưa? Còn vận tốc thì km/h. Được chưa nào? Đấy, km/h nhá. Tú Dương Vân đã ra đáp án rồi. Quá nhanh luôn. Các con nhớ share lại về tường nhá, bởi vì chuỗi những ngày lấy gốc này rất rất là quan trọng với 2K5 và đặc biệt là những bạn mất gốc. Nên là mợ mong là những bạn mất gốc thì cố gắng hợp tác và chia sẻ và nhiệt tình với công sức của cô, bởi vì là cô làm chủ yếu là cho các bạn mất gốc thôi. Còn các bạn có gốc là cô không cho học đâu. Đấy, những bạn nào mà có gốc rồi thì đi ra nha. Không cho đâu. Đấy, rồi. Nên là cô sẽ có
Đây, mình sẽ có hai vấn đề cần nói, đúng là lúc đi và lúc về, đúng không? Lúc đi và lúc về. Như vậy thì mình sẽ ghi vào đây là đi. Đi này. Đấy, anh đi này. Xong anh nghỉ lại một tí này. Nghỉ. Sau đó thì anh lại về này. Đúng quá trình anh ấy đi không? Đây là đúng quá trình anh ấy đi nhá. Mợ đang giảng cho các bạn mức gốc biết cách vẽ bảng. Đó, có rất nhiều bạn nhắn tin cho mợ bảo là con không biết vẽ bảng và con bị mất gốc toán rồi, con biết làm sao bây giờ? Thì đây chính là phương thuốc cho các con đó. Được chưa? Đấy. Hiền đỗ đã, hiền đỗ. Lúc đi hết mình, lúc về hết tiền. Đấy, rồi. Quãng đường đi là gì đây? Quãng đường đi từ Hà Nội, à đâu? Hải Dương đến Hạ Long. Hải Dương đến Hạ Long nhá. Là 100 km. Như vậy thì lúc về thì quãng đường cũng không thay đổi, đúng không? Như vậy thì lúc đi là 100 km. Lúc về cũng là 100 km. Đương nhiên lúc nghỉ thì không có gì rồi, đúng không? Nghỉ nghỉ thì nghỉ ở lại đây rồi, đúng không? Rồi. Bài này giải hệ phương trình chính xác. Rồi thời gian thì sao? Thời gian đi. Cô chưa có thời gian đi ở đây nên là mình sẽ không biểu diễn đây, nhưng mà nghỉ lại này, nghỉ lại là 8 giờ 20. 8 giờ 20. Và các con đổi lại thành giờ cho cô đi. Nào, 8 giờ 20 thì bằng bao nhiêu giờ nhỉ? Các con comment cho cô, 8 giờ 20 thì bằng bao nhiêu giờ? Đổi luôn trong bảng này. À, chào bạn Minh giấu tên, Linh Chi đâu rồi con? Lúc đi hết mình, lúc về có người yêu. Linh Chi đâu? Linh Chi đâu? Vào nghe xem ngay, bạn Minh giấu tên ra comment này. Bài này là phương trình thôi mà. Phương trình cũng được mà hệ phương trình cũng được nha. Bài này lập hệ phương trình cũng được. Phương trình cũng được. Không sao hết. Được chưa? À, lời nhìn và không nghe thấy. Nhìn và không nghe thấy gì á? Không nghe thấy cô nói á? Các con có nghe thấy cô nói không? Chào Khánh Nam. Rồi, Phạm Vinh Quang đã có đáp án là 25 trên 3. Rồi Trương Ngọc Ánh cũng thế, 25 trên 3. Như vậy thì mợ sẽ ghi vào đây là 25 trên 3. Đó, tất cả những cái này đều có trong hôm qua cô vừa quay video xong. Rất hay luôn. Đó. Cảm ơn Vi Nguyễn Thị Hà nha. Rồi ok. Thời gian nghỉ là tương đây mình đổi luôn trong bảng nhá cho đỡ quên. Rồi, à ở đây là hỏi V đi đúng không? Như vậy thì cô sẽ đặt V đi là x và V về là y nhá. Cô đặt thế được chưa? Cô đặt thế này là ok chưa? Rồi, tổng thời gian. Tổng thời gian, tổng thời gian. Thời gian. Đấy, mọi phải ghi vào đây, đấy là 12 giờ 12h. Được chưa nào? Như vậy thì mợ đã biểu thị được hết những gì mà mợ tóm tắt ở đây vào bảng này rồi, đúng không nào? Mợ đã biểu thị hết tất cả các số liệu trong phần tóm tắt bằng chữ ra cái bảng của mợ rồi đây, đúng không nào? Rồi. À, bây giờ biết mình sẽ điền vào các ô thiếu này nhanh nhá. Mình sẽ điền vào các ô thiếu ở đây. Tất nhiên là nghỉ thì sẽ không có vận tốc rồi, đúng không nào? Đấy, ô này bỏ trống nhá. Đi này. Thời gian đi thì đang thiếu mất thời gian. S quãng đường là 100, vận tốc là x. Như vậy thì thời gian đi của cô sẽ là bao nhiêu? 100 trên x đúng không? 100 chia x và nhớ là đơn vị là giờ nhá. Được chưa nào? Các bạn ok không? Các bạn ok chưa? Chỗ này rất là hay, đúng không nào? Tương tự thì anh về là gì? Anh về sẽ là 100. Quãng đường thì từ Hạ Long về Hải Dương thì không thể nào mà nó biến lên được 120 km được, đúng không? Nó phải giữ nguyên là 100 km chứ. Người ta fix như thế rồi, người ta cố định như vậy rồi, đúng không? Như vậy thì quãng đường đi với về là không thay đổi. Nhưng mà thời gian thì sẽ bị thay đổi bởi vận tốc nó khác nhau, đúng không nào? Như vậy thì mình sẽ có là 100 trên y. Thời gian, đây mình có công thức là quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian. Được chưa nào? Như vậy biết quãng đường, biết vận tốc thì thời gian sẽ bằng thời gian t. T sẽ bằng quãng đường chia vận tốc, tương tự như thế này. Các con hiểu chưa? Rồi, như vậy là cô có cái bảng rồi nhá. Giờ chỉ còn cộng hết chỗ này bằng 12 giờ là xong, đúng không nào? Như vậy thì mình sẽ có một phương trình. Một phương trình hay hệ phương trình? Hệ phương trình chứ, bởi vì V đi đây. Mình đây cái V về với V đi này nữa mình cũng có một phương trình nữa, đúng không nào? Rồi. Cộng hết cái cột này lại thì cô sẽ có một phương trình, đó là gì? 100 trên x cộng với 25 trên 3 đúng không? Cộng với 100 trên y đúng không? Đấy, cô cộng hết lại. Cộng với 100 trên y.
thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 12 giờ. Được chưa nào? Bằng 12 giờ. 12. Đó, ok chưa? Rồi tiếp nữa là cô có phương trình tiếp theo là gì? V về lại V về tức là vận tốc về y trừ y trừ đi x thì bằng bao nhiêu? Bằng 10. Bằng 10. À, rồi ok. Rồi đến đây thì các bạn chỉ cần giải cho cô cái hệ này là xong. Giải hệ này cho cô. Được chưa nào? Rồi, để giải hệ này thì chúng ta dùng phương pháp thế nhá. Thế này, dùng phương pháp thế. Nào các thanh niên cùng giải phương trình này cho cô nhá, cùng giải hệ phương trình này cho cô. Tất nhiên là giải phương trình thì chúng ta không thể thiếu được Vinacan rồi đúng không? Vinacan. Rồi, chào Huyền Trang, mợ ơi, mợ dạy nhiều dạng này vào vận tốc dòng nước nữa mợ ạ. Rồi ok luôn. Cái vận tốc dòng nước thì có trong đề nhá, có trong video bởi vì livestream thì mợ đang thực hiện chuỗi 7 ngày, tức là mỗi ngày chúng ta ôn một chuyên đề. Nên là không thể nào mà ôn kỹ được cho các con là chuyên đề này sẽ ôn các dạng này được. Nên là mợ sẽ lấy những bài tượng trưng và đặc trưng. Chủ yếu là 2K5 sẽ học được cách tư duy này của mợ. Được chưa nào? Cô mong là 2K5 sẽ cô mong là các con sẽ học được các cách tư duy từ tóm tắt bằng chữ đi đến tóm tắt bằng bảng, được chưa nào? Và cuối cùng là đi đến phương trình. Các con thấy không? Đấy. Rồi. X y ở đây, x y, x là vận tốc đi và y là vận tốc về nhá, Nguyễn Cường nhá. Được chưa nào? X là vận tốc đi, mợ gọi x là vận tốc đi này, đấy, và y là vận tốc về, con nhìn ở trong bảng con thấy, được chưa nào? Đấy. Rồi, tổng thời gian thì bằng 12 giờ nên là mình có phương trình đầu tiên. Tiếp theo nữa là V về trừ V đi, vận tốc về trừ vận tốc đi. Đúng không? Y trừ x sẽ bằng bằng 10. Đấy, và bây giờ chúng ta dựa vào phương trình số 2, đây phương trình 1 này, đây phương trình 2 này, dựa vào phương trình số 2. Chúng ta có gì? Có x sẽ bằng y trừ 10 đúng không? Hoặc là y sẽ bằng x cộng 10. Y bằng x cộng 10. Được chưa nào? Ok chưa? Đấy, dựa vào phương trình thứ hai là y bằng x cộng 10 này. Sau đó thì mình thay. Thay y vào 1, thay vào 1 ta được. Ta được. Đấy, ta sẽ được gì nhỉ? Ta sẽ được gì nhỉ? Đây, mình sẽ thay y bằng x cộng 10 vào đây, vào phương trình 1 đúng không nào? Chỗ nào có y thì mình thay bằng x cộng 10. À, đúng không nào? Hiển Đỗ quên cách giải hệ phương trình luôn rồi mợ, nghỉ lâu quá bay hết kiến thức rồi. Thế vào đây ngay để giải hệ phương trình này. À, hệ phương trình thì chúng ta có trong lịch của mợ nha, có trong lịch của mợ. Hình như là buổi hôm nay buổi 3 đúng không? Thì là buổi thứ năm, ngày thứ năm thì sẽ có các con vào. Hiển Đỗ ơi, con vào tường của mợ để lấy lịch lịch livestream của mợ nhá, để xem là cái phần giải hệ phương trình là vào hôm nào và giờ nào thì con chú ý xem livestream của mợ nhá. Rồi, đã thế vào một này. Trời đã cho ta một chỗ đứng thì ta phải đứng đúng chỗ đó đúng không nào? Bây giờ mình sẽ phải đứng đúng chỗ này. Y bằng bao nhiêu? X cộng 10. Như vậy thì mình sẽ thay vào một ngay sau đây đúng không nào? Mình có 100 này trên x cộng với 25 trên 3. Đấy, chỗ nào có y nhỉ? Y đây, y đây. Như vậy cộng với 100 trên y làm sao? Y thì bằng x cộng 10. Trời đã cho ta một chỗ đứng thì ta phải đứng đúng chỗ đó, đúng không nào? Như vậy thì mình có x cộng cộng 10 và bằng bao nhiêu? Bằng 12. Rồi, đến đây thì sao? Đến đây thì từ từ hãng giải nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ấn máy tính trước đã. Ấn máy tính để thử đáp án trước đã. Thử xem nó ra đáp án gì trước đã nhá. Rồi, các bạn ấn máy tính thử xem đáp án đi. Bây giờ mợ sẽ ấn nào. Nhìn nhá, mợ sẽ ấn 100 này. Nhìn cách mở ấn máy tính nha. Trên ấn y xì cái phương trình này vào máy tính để giải ra tìm nghiệm trước đã. Được không? Ấn y xì nha. Phi Dương giải theo cách lập phương trình đi ạ. À, cách hệ phương trình em biết rồi nhưng lập phương trình hơi yếu. Lập phương trình thì nó sẽ ưu tiên cho kỳ 2 hơn. Nhưng trong đề thi thì ưu tiên trong đề thi thì ưu tiên giải. Mợ thấy là những đề mà mợ đang chữa trong khóa video ấy thì đa số các bài thiên về giải hệ phương trình hơn. Phi Dương nhá, mợ đang thấy thế bởi vì các tỉnh mợ đang có rất nhiều tỉnh ở trong laptop của mợ và mợ thấy là hầu như các tỉnh đều cho hệ phương trình trong đề thi. Ra nào.
Rồi, bây giờ các con ấn cho cô. Đây, 100 trên x. X ấn như thế nào nhỉ? Để ấn được x thì chúng ta ấn alpha này. Ấn dấu này nhá, ấn dấu này nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã có x rồi. Các con nhìn thấy x chưa? Đấy, rồi. Tiếp nữa là mình sẽ cộng với 25 trên 3. Cộng này. Cộng với 25 trên 3. Bước này là chúng ta thử ra nghiệm trước đã nhá. Cộng với 25 trên 3. Mà ấn gì nhầm rồi. Ấn lại. Rồi, 100 trên alpha này. Rồi ấn x này. Đấy, được chưa? Là mình có 100 trên x nhá. Xong cộng với 25 trên 3. Rồi, được chưa nào? Rồi cộng với này, 100, 100 này trên alpha. Đấy, là mình có x, được chưa nào? Cộng với 10. Ok chưa? Và bằng 12 alpha này. Rồi CALC này, các bạn nhìn này. Cô ấn đây, dấu này nữa thì là dấu bằng. Được chưa nào? Đấy. Như vậy là mình có dấu bằng nhá. Bằng 12. Nhưng mà nếu mà mình ấn như thế này vào trong máy tính thì nó rất là chậm. Như thế này thì rất là lâu và chưa ra đáp án ngay. Vì vậy nên là chúng ta chuyển dấu bằng này thành dấu trừ cho cô. Tức là mình chuyển luôn cái con 12 này sang về bên trái luôn nhá. Tức là mình sẽ trừ đi 12. Đấy. Sau các con ấn shift này, CALC này và ấn dấu bằng cho cô này. Như vậy thì mình sẽ ra đáp án ngay sau đây. Đó, các con nhìn thấy chưa? Đáp án của mình x bằng 50 này. Như vậy là có đáp án đẹp. Có đáp án đẹp xong rồi. Đây, ra nghiệm đẹp. Nghiệm đẹp. Đây, máy tính nhá. Ra nghiệm đẹp nhá. Rồi mình mới đi giải phương trình. Được chưa nào? Đấy. Mình ấn máy tính trước, xong mình thử ra được nghiệm đẹp rồi thì mình mới giải phương trình nha. Được chưa nào? Lác tí vô lại như người tối cổ luôn mợ ơi. Thế thì share ngay về tường nha Vivi nha, để đề phòng livestream nó bị lag. Đó. Đây cũng là một điểm yếu khi live trong các lớp stream của mợ là đang giảng rất là hay nhưng mà mạng bị yếu nên là các con những bạn mất gốc mà không thể theo dõi 100% các bài giảng của mợ được. Nên là tất nhiên là phải có video rồi, video để không có những phút sàn nữa mà chỉ có chữa đề và 100% là kiến thức cho chúng ta thôi thì chúng ta mới có thể là học tập trung 100% được, đúng không nào? Rồi. Đây, Thanh Xuân, máy tính này xịn quá nhưng con không có tiền mua. Không sao nhá, bởi vì các con dùng Casio cũng được, Casio ấn theo cách này thì nó cũng nhanh mà. Casio ấn theo cách này thì cũng rất là nhanh. Nhớ nhá, mình sẽ không ấn bằng 12 nữa mà mình ấn trừ đi 12. Chuyển 12 sang về trái, tức là con trừ đi ấy, thì chúng ta sẽ ấn rất là nhanh. Được chưa? Nào, đó. Rồi nha, các bạn nếu mà muốn tìm hiểu thêm về cách ấn máy tính thì có thể share lại về tường và xem lại phút vừa rồi nha. Còn bây giờ chúng ta phải đến bước giải phương trình đã. Giải phương trình, đây ôn lại giải phương trình cho chúng ta luôn này. Ôn lại luôn này, đấy. Ôn lại cách giải phương trình nha. Rồi, gì nhờ? Tất nhiên là bên trên là chúng ta phải có điều kiện của x với y rồi. X của cô ở đây là x phải làm sao? X lớn hơn 0 đúng không nào? Và y của cô cũng phải lớn hơn 0. Đó, x của cô, x lớn hơn 0 và y lớn hơn 0. Điều kiện luôn ở đây nhá. Đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi giải phương trình này. Giải phương trình này. Cảm ơn Tú Dương Văn, cách cô hay quá. Kinh nghiệm bao nhiêu lâu nay, đúng không? Cách kinh nghiệm cả đi thi đại học lẫn cả thi tốt nghiệp đại học. Đấy, nên là cách này khá là hay. Cứ yên tâm học cô đi, đảm bảo có nhiều kinh nghiệm hay lắm. Được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta chuyển vế luôn. Chuyển vế thằng này sang bên này. Được chưa nào? Hoặc các con sẽ rút gọn cho cô cái phương trình này lại thành như sau, đúng không? 100 này trên x này, được chưa? Chuyển thằng này, đảo chỗ nó đi. Cộng với 100 trên x cộng 10. Được chưa? Tiếp nữa là mình sẽ làm sao? Cộng với 25 trên 3. Cô chuyển thằng 12 sang vế bên trái. 12 ở vế phải đang mang dấu dương, đúng không? Mang dấu dương này thì chuyển vế nó sẽ mang dấu trừ. Chuyển vế đổi dấu mà, nhớ chưa? Chuyển vế đổi dấu nhá. Rồi. Tiếp nữa thì sao nhỉ? Mình sẽ rút gọn nó đi. Quy đồng. Rồi quy đồng rồi rút gọn, đúng không? Rút gọn trước rồi quy đồng sau, cứ từ từ thôi. Làm nhanh lại thành sai, đúng không? 100 trên x cộng 10. À, hay không? Rồi, ấn máy tính cho cô 25 trên 3 trừ 12 bằng bao nhiêu nhỉ? Chỗ này bằng bao nhiêu?
Chỗ này bằng bao nhiêu là các bạn ấn máy tính cho cô? Các bạn ấn máy tính cho cô là 25 trên 3 trừ 12 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 25 trên 3 trừ đi 12 thì bằng A, bằng trừ 11 phần 3, trừ 11 phần 3 nhé. Cũng đang hoang mang giống bạn Trương Khánh Nhi. Các con ơi, các con nếu mà bị mạng yếu hoặc là bị nhiễu gì đấy thì share lại về tường và xem lại hoàn chỉnh livestream của mợ nhá. Bởi vì là nhiều khi là mạng yếu một tí mà mình vào là mình đúng như vừa mới đi du lịch ở nước ngoài xong về bị cách ly 14 ngày là gặp mọi người là không nhận ra luôn. Đấy, bây giờ có đứa, hôm qua vừa có đứa còn nhắn tin cho mợ bảo là mợ ơi con quên mất, con ngồi đâu ở trong lớp con rồi. Con mất, quên mất vị trí của con trong lớp ở đâu rồi. Không biết con ngồi chỗ nào nữa đây. Con đang ở thế giới nào đây, đấy. Các bạn là ai, tôi không quen bạn, bạn đi ra đi là toang đúng không? Bây giờ mình sẽ đi quy đồng nhá. Quy đồng hết nó lên. Và các bạn nói cho mợ xem là mẫu số chung nó là bao nhiêu đây. Mẫu số chung, mẫu thức chung là bao nhiêu. Rồi, bạn Minh giấu tên lại còn ngoằng 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 nữa. Dấu trừ thì viết luôn, dấu trừ lại còn ngoằng ngoằng. Minh giấu tên. Bạn Minh, mợ không dép. Mợ có dép tin nhắn nhưng mà mợ dép mãi mà vẫn chưa đến lượt coi Phạm Minh Quang ạ. Không biết các bạn nhắn tin cho mợ nhiều quá. Đấy chưa? Rồi, mẫu thức chung của mợ sẽ là gì đấy các con ơi? Mẫu thức chung của mợ là gì? Đến bước này mình quy đồng nhá. Quy đồng. Đấy, đến bước này mình quy đồng, còn bước này là mình chuyển vế này. Mợ ghi thế này 2K5 các con có hiểu không? Rồi, Trang Võ, ok chính xác rồi. Chính là 3x nhân với x cộng 10. Đúng không? Nếu mà chưa phát hiện ra thằng nào là chưa phát hiện ra những thằng nào hữu ích hơn thì mình cứ lấy các mẫu nhân với nhau là thành mẫu thức chung nha. Mẫu thức chung là mình sẽ lấy các mẫu nhân với nhau. Đấy, thành mẫu thức chung. Rồi, đối với anh này đi, nhà đầu tiên mình có 3 nhà. Thấy chưa? Đây, nhà đầu tiên đây, chỉ có mỗi x đang thiếu. Đang thiếu 3 nhân với x cộng 10 đúng không? Nhà đầu tiên đang thiếu 3 nhân với x cộng 10. Nên là mình phải nhân cả từ và mẫu. Đấy, hoặc là mình sẽ nhân 100 với 3. Nhân với 3 nhân với x cộng 10. Đấy chưa? Anh đầu tiên là đang thiếu hai này mà. Thằng mẫu đây đây, mẫu đầu tiên là đang thiếu 3 nhân x cộng 10. Nên mình phải nhân cả nhân thằng tử này với 3 nhân x cộng 10. Chính xác. Rồi, tiếp theo nữa. Anh thứ hai thì đang thiếu hai anh còn lại, đúng không? Như vậy thì mợ phải lấy 100 nhân x và nhân với 3, đúng không nào? 100 nhân với 3 và nhân với x. Được chưa? Rồi, anh còn lại thì thiếu hai anh này, trừ 11 là thiếu hai anh này. Nên là cô phải nhân. Chỗ này cô chuyển thành dấu trừ nhá. Trừ 11x nhân với x cộng 10. Được chưa nào? Chậm đến mức không còn, không thể nào chậm hơn được nữa, đúng không? 2K5, chính xác chưa? Các con ok không? Nhưng nếu mà mợ không thích số to quá thì mợ lấy x nhân x cộng 10 cũng được. Thế anh lại còn cà khịa. Rồi, đấy, đến chỗ này mà đứa nào mà không rút gọn được cái này thì tự giác đập đầu xuống gối tự tử đi nha. Mợ không nói nhiều đâu. Hoặc là ra ngoài vườn ấy, lấy dây chuối xong thắt cổ tự tử là dần, dần là vừa đúng không? Đến chỗ này là chỉ cần rút gọn thôi, đúng không? Được chưa? Tuy nhiên thì các con nhìn cho mợ để cứ rút gọn đi đã, rút gọn được mợ sẽ nói tiếp. Được chưa nào? Rút gọn nhá. Rồi, mình đang có 100 nhân với 3 thì bằng 300. 300 nhân với x cộng 10. Được chưa? Đây là anh đầu tiên nhá. Anh tiếp theo là có gì? 300x. 300x này. Rồi anh tiếp theo là trừ đi trừ 11x bình, nhìn thấy chưa? Trừ 11x bình. Trừ 11x bình này. Trừ đi 11x nhân 10 thì có phải sẽ bằng trừ 110x không? Trừ 110x. Đúng không? Anh này là phải nhân với thằng này này, sau lại phải nhân với thằng tiếp theo này, thấy chưa? Đấy, hiểu chỗ này chưa? Chính xác chưa? Đấy, rồi ok. Dây chuối chắc lắm mợ ạ. À, lấy nhỏ nhỏ thôi, mợ bảo tự tử nhưng mà tự tử mang hình tượng thôi chứ không phải là thắt cẩn thận luôn, thắt cẩn thận thôi cơ mà các con tắc tử luôn đấy. 3x này nhân với x cộng 10. Được chưa? Rồi bằng 0. Được chưa? Rồi. Ăn cơm trưa cùng mợ ý. Mợ cũng đang đói lắm mà đang mệt lắm đây 2K5 ạ, các con ạ. Rồi, tiếp theo nữa thì sao? 300x này. Mợ sẽ làm kỹ ra cho các con nhìn thấy nhá. 300x cộng với, đây, 300 nhân với 10 thì thành 3000 đúng không? 3000 này cộng với 300x.
trừ đi 11x bình trừ đi 110x. Đây, trên anh mẫu sẽ là 3x nhân với x cộng 10 bằng bằng 0. Tiếp theo nữa, các bạn để ý cho cô. Đây là một phân thức. Đây. Một phân thức a trên b bằng 0. Một phân thức bằng 0 thì chỉ cần thằng tử là bằng 0 thôi. Chỉ cần thằng tử bằng 0 thôi nhá. Chỉ cần thằng tử bằng 0. Như vậy thì mình suy ra cho cô là a bằng 0. A trên b bằng 0 thì chỉ cần suy ra a bằng 0 là ok rồi. Được chưa nào? Ơ bộ nail. Bởi vì là cô bởi vì Covid nên là mợ vẫn chưa đi làm nail được đấy. Đang cách ly mà. Đúng không? Đang phải cách ly mà, đúng không? Rồi suy ra hằng tử cho cô nhá. Suy ra hằng tử này sẽ bằng 0 thôi. Mẫu sẽ được quyền bỏ. Đây. Bạn nào chưa hiểu chỗ này thì nhớ cho cô cái phần ô trống này nhá. Nhớ ô trống này nhá. Được chưa nào? Rồi mình sẽ có gì đây? Anh tử thôi, rút gọn anh tử luôn nhá. Anh tử sẽ là cô sẽ chép luôn anh tử xuống dưới 300x cộng với 3000 này cộng với 300x này trừ đi 11x bình này trừ đi 110 quên mất 110x sẽ bằng 0. Tiếp theo là mình sẽ rút gọn vế trái đi, đúng không? Xếp theo độ giảm dần của bậc x nhá. Xếp theo độ giảm dần của bậc x nhá. Trừ 11x bình này, trừ 11x bình xếp trước. Tiếp theo nữa là đến anh x. Có 300 cộng 300 trừ đi 110x thì bằng bao nhiêu? Cô An mẫu bằng 0 để chết à? Rồi các con ơi, 300 này cộng 300 thì là 600. 600 trừ đi 110 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 600 này trừ đi 110 thì bằng 490, tức là cộng với 490x. Rồi và mình cộng với 3000 nữa, cộng với 3000 nữa. Rồi, các bạn giải cho cô xem là tìm được x bằng bao nhiêu? X bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng bao nhiêu đây? Giải cho cô xem x bằng bao nhiêu nha. Các bạn ấn hệ à đâu, cần ấn phương trình như sau này. Nhìn xem cô ấn phương trình như sau nhá. Rồi, 1 này, 5 1, chúng ta ấn các hệ số vào đây. A bằng bao nhiêu nhỉ? A bằng trừ 11. Trừ 11 này. B của cô là bằng 490. Bây giờ mà không ra 50 thì ngất luôn đấy, đúng không? 3000. Bây giờ mà không ra 50 thì chắc ngất luôn đấy. Các bạn có hồi hộp không? Hồi hộp quá. Hồi hộp quá luôn. Còn ra 50, yeah, ra 50 rồi. Đáp án đẹp rồi, đáp án đẹp rồi. Đảm bảo đến chỗ này có rất nhiều bạn có tinh thần kiểu có cảm xúc giống cô, đúng không? Cảm giác như kiểu đang đá penalty ấy. Đấy, chỗ này này, rất nhiều bạn đến bước ấn phương trình như trên này này là sẽ có rất nhiều bạn là có cảm xúc là giống như kiểu đá penalty, là rất hồi hộp, đúng không nào? Đấy, chính xác chưa? Rồi, ok. Như vậy thì x bằng 50 này, x bằng trừ 60 trên 11 này. Nhìn thoáng qua thôi thì thấy anh nào là hợp lý, anh nào thỏa mãn điều kiện của mình, x phải lớn hơn không? Anh này đúng không? Anh này thỏa mãn. Anh này loại, bởi vì anh này nhỏ hơn không, mà vận tốc thì không nhỏ hơn không, vận tốc thì lớn hơn không cơ, nên là x bằng 50. Đấy, như vậy thì kết, bởi vì mình đã ra được rồi, người ta hỏi về đi đúng không? Người ta hỏi mình về đi thì mà x là về đi của mình đặt, nên là kết luận luôn, kết luận là về đi, kết luận này. Về đi, vận tốc lúc đi. Đấy, về đi bằng 50 km trên giờ. Nhớ cho cô đơn vị của vận tốc là km trên giờ nhá, chứ không phải là km thôi không đâu. Nếu mà chỗ này là mình sai, sai đơn vị là cũng bị trừ điểm nhá. Cẩn thận sai đơn vị. Rất cẩn thận sai đơn vị, được chưa nào? Dấu âm. Mợ ơi, dấu âm số 11 thì thế nào ạ? Dấu âm của số 11 này này thì là bên trên mà. Bên trên mình có trừ 11 đây, trừ 11 đây. Mình chuyển ra đằng này, chuyển luôn thôi, không có sao cả. Ok chưa? Đấy, các bạn vừa bảo mợ là mợ thấy có một comment của một fan, một bạn 2K5. Một bạn là: mợ ơi, một bài mà chữa mất hết 40 phút. Hết 40 phút của con rồi, để con đi nấu cơm thì có phải vui không, đúng không? Tuy nhiên thì các bạn có hiểu được bài của cô không? Các bạn đã hiểu được cái phần giảng của mợ chưa? Mợ giảng chủ yếu là chúng ta sẽ tư duy. Đây,
Đầu tiên là chúng ta đi tóm tắt nhá, sau đó thì chúng ta đến bảng nhá. Bảng. Sau đó chúng ta sẽ đến phương trình. Đấy, chúng ta sẽ đến hệ phương trình. Phương trình. Hoặc hệ phương trình. Nào, các bạn đã hiểu được cái tư duy này của mợ chưa nào? Bạn nào hiểu và thích cách dạy này của mợ thì comment. Ok mợ. Bạn nào hiểu và thích cách dạy này của mợ thì comment. Comment. Thôi, comment hát đi. Để mợ biết được 2k5 rất là ủng hộ mợ nha. Rồi, chào Thanh Sương. Rồi, Thanh Sương hiểu nào. Chào Nguyễn Ngọc Linh nha. Chào Phan Cứng. Có share bài về tường chưa? Dạ, rồi. Chào Ngọc Linh. Rồi, như vậy thì các bạn đã hiểu hết rồi. Và cô sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhá. Mợ sẽ chuyển sang bài tiếp theo cho chúng ta. Chào Yên Yến. Yên Yến rồi. Nguyễn Nhi yêu mợ. Mợ cũng yêu con. Chào Tâm Như. Chào Tâm Như. Rồi. Mà con hiểu ạ. À, đây có bạn để mượn đọc tên bạn ấy. Rồi, chào Đỗ Thị Lan Anh, con hiểu ạ. À, mợ càng giảng chậm càng tốt. Như vậy nên chính vì mợ giảng chậm nên mới có một bài 40 phút đúng không? Nếu mà chúng ta mà làm thôi, mỗi bạn làm thôi là cũng ra được một có mất có 15 phút là làm được bài thôi đúng không? Đó. Nhưng mà để giảng cho học sinh hiểu là phải mất rất nhiều thời gian. Đúng không? Rồi. Giảm một bài hết 40 phút là đúng thôi. Phải giải thế mới hiểu được chứ bạn. Rồi. Thanh Xuân, chào cảm ơn con. Rồi. Chào Linh Trang nha. Chào con. Rồi, bây giờ mình chuyển bài nha. Một mình bài này chán quá rồi đúng không? Chúng ta chuyển bài nha. Chuyển sang bài tiếp theo đi. Một bài có tính chất hình học nhá. Đây, mở chuyển sang một bài có tính chất hình học cho 2k5 đổi gió một chút. Đặng Thị Thu Hoài... chỉ lại bấm máy à con? Nếu mà bấm máy thì con share lại livestream về tường và xem lại cái phần bấm máy nhá. Được chưa? Bởi vì là bây giờ mợ phải chuyển sang bài khác rồi. Không các bạn lại spam luôn nick Facebook của mợ. Cô bảo là mợ cứ giải nguyên một bài này con chán lắm rồi. Con chán cuộc đời lắm rồi. Mợ phải đổi bài khác đi, mợ phải thay đổi đi. Đấy. Sẽ có nhiều đứa, nếu mà bây giờ mợ dạy lại cái phần bấm máy là kiểu gì cũng có nhiều đứa spam đấy. Đấy. Mợ... các con thấy không, mợ rất là hiểu tâm lý đúng không? Thế bọn trẻ trâu, quên, không phải trẻ trâu mà mợ cũng trẻ trâu, mợ rất trẻ và mợ tuổi trâu nên là mợ cũng trẻ trâu. Và những đứa trẻ trâu thì hay hiểu tâm lý của nhau đúng không nào? Chúng ta đều là trẻ trâu mà đúng không? Như vậy thì chúng ta đều hiểu tâm lý của nhau. Đấy. Khóa Leaf, mợ Leaf là Leaf free nha. Đăng ký khóa Leaf các con chỉ cần bấm vào link đấy thôi. Còn không cần phải làm một thao tác gì thêm cả, chỉ cần bấm vào link thôi. Bởi vì mợ live stream, mợ love stream là love free mà. Không sao hết, mợ love stream là love free. Nên là các con không lo nha, không cần phải lo bất kỳ một cái gì luôn. Chỉ cần có một công việc đó là bấm vào link thôi. Để chúng ta làm quen với nhau, để chúng ta giới thiệu nhau, gọi tên nhau và nhớ tên nhau. Được chưa nào? Rồi. Linh Trang mợ bằng tuổi anh em. mợ vẫn đang đi tìm chú nha. Rồi. Bài 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài 3. Bài toán liên quan đến hình học. Đấy, bài toán liên quan đến hình học. Một hình chữ nhật, đây là hình chữ nhật nha. Hình chữ nhật có chiều dài nhỏ hơn chiều rộng 9m. Mợ viết tắt các con có hiểu không? Đấy, chiều dài nhỏ hơn chiều rộng. Ơ, cái gì nhỉ? Không phải. Chiều, không phải rồi. Chiều rộng nhỏ hơn chiều dài chứ. Không ổn rồi, bài này không ổn. À không được. Để mợ thử xem nhá. Chiều dài lớn hơn chiều rộng. Lớn hơn. Chiều dài lớn hơn chiều rộng 9m. Được chưa nào? Đến giờ ăn cơm rồi à? Dương Minh Kiệt. Đến giờ ăn cơm rồi. Đi ăn rồi xem lại được. Em thấy sai đúng rồi. Chiều dài phải lớn hơn chiều rộng. Mợ chép sai đấy. Không phải là đề sai đâu mà mợ chép sai đấy. Đấy, Tú Dương Văn tính ra âm. Mợ dạy vận tốc dòng nước đi ạ. Bài đấy con thấy khó hiểu. Ok. Mợ sẽ lưu lại nhá. Vận tốc dòng nước. Mợ lưu lại phần này là vận tốc. Vận tốc dòng nước. Được chưa nào? Rồi, chúng ta cố gắng nốt bài này rồi mình nghỉ nhá. Rồi, một hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 9m. Bây giờ mợ sẽ
Mợ sẽ tóm tắt ra tờ giấy này luôn. Mợ sẽ tóm tắt đề ra đây luôn cho các con nhìn thấy này. Chiều dài lớn hơn chiều rộng trừ chiều rộng sẽ bằng 9m. Đây, cái phần này của mình đây. Đấy, chiều dài lớn hơn chiều rộng 9m, được chưa nào? Rồi, nếu giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng, đây, giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng. Tăng chiều rộng đây, giảm đi này. Giảm chiều dài 3m, tăng chiều rộng 2m, tăng 2m thì diện tích, đây, diện tích S tăng lên 6m2. Tăng 6m2. Đấy, mợ tóm tắt đề như thế này, các con có hiểu không? Mợ tóm tắt đề như thế này, các con có hiểu không? Nay thứ 6 ngày 13 đó mợ, ngày linh đó mợ. Thứ 6 đen tối à? Sao mợ không thấy đen tối tí nào nhỉ? 2K5 có thấy đen tối không? Rồi, bây giờ tính chu vi hình chữ nhật nha. Tính chu vi. Chu vi em ấy bằng bao nhiêu? Hỏi chấm vào đây. Được chưa nào? Bài này thì chúng ta không cần khuôn trần văn, vẫn muốn mợ dạy tiếng Anh à? Ok luôn, để tí mợ nghĩ xem là từ nào hay ho dạy chúng ta nhá. Rồi, đây là bài toán của mợ đúng không? Đây là bài toán hình học vừa rồi đấy. Mợ tóm tắt ra đây đủ để cho các con có thể hiểu được bài, được chưa nào? Và bây giờ thì sao? Vẫn kẻ bảng nhá, để tóm tắt này. Chúng ta đến bảng này. Đó, vẫn theo logic của mình nhá, vẫn theo logic. Không làm sai, lại logic của mình mà, đúng không? Rồi, anh này sẽ là gì đây? Diện tích với chu vi đi. Hoặc là chiều dài với chiều rộng đi. Rồi. Đây vẫn kể ra. Đây, đây. Thế nào cũng được. Anh này sẽ là diện tích này. Chu vi nhá. Chu vi nhá, đây là chu vi. Còn đây là, đây sẽ là gì nhỉ? Chiều dài. Và đây là chiều rộng. Được chưa nào? Không ổn lắm là bởi vì cái bảng này không ổn rồi. Mợ phải kể thêm tí nữa cơ. Mợ kể lại bảng nhá. Mợ kể lại bảng cho nó. Đấy, mình cứ thử nhá. Bảng như thế này không ổn thì mợ sẽ kể lại một bảng khác. Một bảng khác này nó biểu thị chính xác cho chúng ta xem là mối quan hệ của bọn nó như thế nào. Đây, mợ sẽ kể như sau. Trong lúc làm bài thì mình có rất nhiều lần thử và rất nhiều lần sai, nên là các con đừng ngại nhá. Rất nhiều lần thử và rất nhiều lần sai. Ban đầu này, theo thời gian thì nó có hai lần thay đổi mà. Sau thay đổi này. Thay đổi này. Sau khi tăng. Khi tăng. Giảm. Đó, được chưa? Đấy. Rồi, thì mình sẽ có chiều dài với chiều rộng và diện tích chu vi. Ok không? Đây sẽ là chiều dài này. Đây là chiều rộng này. Đây là diện tích và đây là chu vi. Thấy chưa? Đấy, mợ phải qua một lần sai thì mợ mới ra được một cái bảng như ý của mình. Đó, nên là các con cứ thử thật nhiều lần nhá. Cứ thử thật nhiều lần nên là không cần phải lo là mình sai đâu. Đây, mợ cũng sai mà, mợ kể một cái bảng không hợp lý nên là mợ phải thay một bảng khác hợp lý hơn, đúng không nào? Rồi, chiều dài đây. Chắc chắn là mình sẽ phải đi tìm chiều dài chiều rộng đúng không? Thì mình mới ra được chu vi chứ, đúng không nào? Như vậy thì chiều dài đi, mình sẽ gọi chiều dài ban đầu là x. Chiều rộng thì bằng nhỏ hơn chiều dài. Đây, chiều rộng thì nhỏ hơn chiều dài 9m, đúng không nào? Như vậy thì chiều rộng sẽ bằng chiều dài trừ 9, x trừ 9. Đúng chưa? Chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 9m nên là chiều rộng sẽ bằng x trừ 9. Như vậy ok rồi nhá. Vương Nhi vừa ăn cơm vừa coi mợ. Rồi, như vậy thì diện tích ban đầu của mợ sẽ là gì? Sẽ là chiều dài nhân chiều rộng đúng không? Sẽ là x nhân với x cộng x trừ 9. Ok chưa? Được chưa nào? Anh Chu Vi cứ để đấy kệ, chưa cần phải lưu ý ngay. Được chưa? Như vậy là được rồi nhá. Tiếp này, anh chiều dài giảm đi 3m thì cô sẽ có là x trừ 3. Đúng không? Đúng không nào? Và chiều rộng tăng 2m thì có phải sẽ là x trừ 9. X trừ 9 này tăng 2m sẽ là cộng thêm 2 này. Và cô được là x trừ 7, x trừ đi 7. Đây là chiều rộng sau khi thay đổi. Đấy, anh này là chiều rộng sau khi thay đổi này.
Anh này là chiều dài sau khi thay đổi này. Nhìn thấy chưa? Đấy, hai này nhá. Rồi, như vậy thì diện tích của mở sẽ là gì? X trừ 3 nhân với x trừ 7. Đúng không nào? Chính xác chưa? Rồi, 42 là kết quả mở ăn. Rồi, tiếp nữa thì sao? Diện tích tăng 6 lần. À, diện tích tăng 6 mét vuông. Đây, mở sẽ ghi vào đây là diện tích tăng tức là sao? Diện tích sau, S sau trừ đi S trước. Đây, S sau đây và trừ đi S trước đây sẽ bằng 6 mét vuông. Đúng không nào? Như vậy đây chính là phương trình của mình này. Mình dựa vào cái cột này mình ra phương trình này. Đúng không nào? Đó, mình sẽ có là gì? Mình sẽ có phương trình là gì? Đây, dựa vào cái cột này, S sau của mợ là đây. Đấy, mình sẽ có x trừ 3 nhân với x trừ 7 trừ đi S trước, trừ đi diện tích trước. Diện tích ban đầu của mình là x nhân x trừ 9, đúng không nào? Trừ đi x nhân với x trừ 9. Đói quá nhở? Đói quá rồi đấy. Đấy, rồi. Mấy bạn mất trật tự ghi sổ đầu bài đi mợ ơi. Rồi, x trừ 9 đúng không? Bằng bao nhiêu? Bằng 6 mét vuông. Bằng 6 được chưa? Đấy, đến đây thì chúng ta làm sao? À, nhớ cho mợ là x lớn hơn 0 nhá. Bằng ngoặc x lớn hơn 0. Được chưa nào? Đặt điều kiện nó luôn. Và đơn vị của mình là mét. Mét này. Mét vuông này. Đấy, ghi luôn trong bảng này là mình đã ra được khá nhiều những điều mà cần lưu ý rồi. Đến chỗ này thì sao? Mình sẽ ấn máy tính đúng không các con? Mình sẽ ấn máy tính nhá. Bảng này thì mình sẽ ấn máy tính luôn này. Đấy, vẫn như lúc nãy. Mình sẽ làm sao? Chuyển thằng 6. Mình chuyển thằng 6 sang về bên này trước đi. Xong mình ấn tương đương nhá. X này trừ đi 3 nhân với x trừ 7 trừ đi x nhân với x trừ 9. Được chưa? Trừ đi 6 này. Chuyển về luôn thì sẽ bằng 0. Và mình chỉ ấn về trái thôi. Mình chỉ ấn về trái thôi nhá. Được chưa nào? Rồi, ấn hệ cũng được. Hệ cũng được mà phương trình cũng được. Có lúc trước là có một bạn bảo là Quốc An đúng không? Quốc An hay Phi Dương ấy. Phi Dương bảo là mợ ơi, mợ giảng theo hệ phương trình đi. Con đang mất gốc hệ phương trình với lại phương trình. Nên là mợ đang có hai bài. Một bài là hệ phương trình với một bài là phương trình cho chúng ta theo dõi. Bài này thì sao? Ấn vế trái cho mợ nha. Mở ngoặc này, x trừ đi 3 đóng ngoặc nhân với x trừ 7. Đấy, được chưa? Rồi, trừ đi x nhân với mở ngoặc x trừ 9 đóng ngoặc này, trừ đi 6 này, được chưa nào? Ấn vế trái thôi, sau đó thì sẽ ấn cho mợ cái hợp phím này. Shift, à không phải shift mà là ấn alpha nhá, ấn alpha. Alpha này, được chưa? Xong sẽ ALC. Ấn alpha mà ấn shift với CALC. Như vậy ra được cái này đúng không? Sau đó thì mình sẽ ấn dấu bằng là nó ra ngay nghiệm x bằng 15. Như vậy phương trình của mợ đã ấn máy tính này ra nghiệm đẹp này. Nghiệm đẹp này đúng không? Rồi mình sẽ mới đi giải phương trình. Được chưa nào? Máy tính này thấy nghiệm đẹp này, rồi mình mới ra giải phương trình, đúng không nào? Đấy, bây giờ thì mình giải phương trình thôi. Cái này thì các bạn lớp 8, các em lớp 8 vẫn có thể vào xem live stream của mợ được nhá. Bài này các em lớp 8 vẫn xem được live stream nhá. Rồi, tương đương với gì nhỉ? Mình sẽ nhân phá ngoặc ra nhá. Mợ không dạy vật lý con ạ. Rồi, mình nhân phá ngoặc nhá. X nhân x bằng x bình này. Cái này nhân từ từ. X nhân trừ 7 được trừ 7x. Trừ 3 nhân x sẽ bằng trừ 3x. Trừ 3 nhân trừ 7 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng cộng 21. Cẩn thận nha. Rồi tiếp này. Trừ x nhân x thì bằng trừ x bình. Trừ x nhân trừ 9 thì bằng cộng 9x. Rồi trừ đi 6 bằng 0. Chậm chưa? Cẩn thận nha. Đấy. Cẩn thận cô cho giờ yếu đấy. Mấy bạn đừng mất trật tự chứ. Đúng rồi đấy, cẩn thận không cho hết vào sổ đầu bài bây giờ. Chứ nào, rút gọn nha. Anh này, x bình này với x bình hết. Rồi, trừ 7 trừ 3 là bằng trừ 10. Trừ 10 cộng với 9x thì bằng trừ x, đúng không? 21 trừ 6 thì được 15. Ok chưa nào? Và bằng bao nhiêu? Bằng 0. Tương đương với x sẽ bằng 15. Yeah, như vậy thì đáp án của mình thỏa mãn rồi.
và kết luận thôi. Đây mới là chiều dài. Đấy, bây giờ mình mới tìm được chiều dài. Như vậy chiều dài của mình là bằng 15 đúng không? Chiều dài bằng 15 này. Như vậy thì chiều rộng của mợ sẽ bằng 15 trừ 9 là bằng 6 đúng không? Bằng 6. Đấy, chiều dài bằng 15, chiều rộng bằng 6 thì chu vi sẽ bằng gì? 15 này cộng với 6 này đóng bằng ngoặc nhân 2. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Nguyễn Tấn Trọng, chào con. Quốc An ơi, bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 42 đúng không? Chính xác rồi, Thanh Xuân ra 42, 42. Đấy. Ok chưa? Như vậy là mình kết thúc bài này tại đây nhá. 42 nhớ đơn vị cho mợ là mét. Ok chưa nào? Như vậy thì chúng ta vẫn có gì? Nào, từ bảng nhá. Bảng này. Đây, từ tóm tắt này ra bảng này. Rồi từ bảng ra phương trình. Được chưa nào? Như vậy thì hôm nay mình có hai chuỗi sau cần nhớ nhá. Mình sẽ có phần tóm tắt rồi ra bảng, bảng rồi ra phương trình. Được chưa nào? Rồi tiếp theo nữa là mình có ấn máy tính thử đếm phương trình này. Đấy, mình sẽ có cái chuỗi như sau này, tóm tắt. Rồi ra bảng. Đấy, anh bảng xong rồi sẽ ra phương trình. Phương trình O hệ phương trình. Được chưa nào? Sau đến hệ phương trình rồi hoặc là đến phương trình rồi thì chúng ta sẽ ấn máy tính. Ấn máy tính thử xem nghiệm đẹp hay không. Nghiệm đẹp rồi thì mình mới giải phương trình nhá. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi, như vậy thì livestream của mợ đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào buổi livestream ngày mai vào 10:30 nhá. 10:30. Sáng mai nhá. Ngày mai là buổi 4. Ngày mai sẽ là buổi 4. Lấy gốc toán cùng mợ thú y nha. Xin chào và hẹn gặp lại các con. Bye bye. Đáng yêu lắm.